À, dạ em chào hai chị. À, theo như em được biết thì chị Hoàng Ngân đang rất là hạnh phúc bên người chồng doanh nhân của mình. Vậy cho em hỏi là chị Kiều Ngân với lại anh Johnny thì sao ạ? Chị Hoàng Ngân đang rất hạnh phúc thì không biết là chị Kiều Ngân với anh trên này dạo này như thế nào. Giờ để Hoàng Ngân trả lời nè chị. Trời ơi, game tri kỷ mà, trả lời đi em. Muốn là về thôi à, chứ cái đó đâu có quan trọng đâu, quan trọng là hai người này thôi. Chứ em nghĩ chắc cũng muốn lâu rồi mà chưa dám. Không, bây giờ em tiết lộ sơ sơ đi, tại vì thật ra khi mà hai đứa công khai đó là một cái sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả, tại vì ai cũng đẹp đẹp hết á, nên khi mà sáp lại với nhau rất là đẹp đôi và người ta trông chờ vào những thứ đẹp hơn, ví dụ như con cái chẳng hạn. Nãy chị hỏi em tính tốt, chị em hỏi em tính xấu Kiều Ngân nào mà em tính xấu là gì cưng? Mê trai đẹp, mê trai đẹp, mê trai đẹp, mê trai đẹp gì đó, trên này đẹp em trai thấy quá cái tính trời. Nó tốt quá trời mà tính chị. Sao cái đó bao là giờ? Tính tốt bao giờ? Thiệt ra thì 2 năm trước thì tụi em định 2 năm sau sẽ công bố. Bây giờ mình công khai rồi thì chắc là 2 năm sau nữa thì mình có cái gì đó để mình so sánh đó chị, đúng rồi, cái đẹp hơn á chị. Đúng rồi, mình sẽ tìm ra sản phẩm nào đẹp đẹp nhất trong gia đình này, đúng không? Nói chung là đó là một câu hỏi về tương lai và thật sự là ít có nghệ sĩ nào trả lời. Nhưng mà hiện tại thì câu trả lời của Kiều Ngân cho thấy là có nghĩa là Kiều Ngân với Johnny vẫn đang hạnh phúc nha mọi người. Điều đó là tốt nhất. Câu tiếp theo. Dạ, cho em hỏi là dạo gần đây có rất nhiều nghệ sĩ và những người đẹp tham gia lấn sân vào con đường MC. Và lý do gì khiến hai chị chọn nghề MC và trong giai đoạn đầu có gặp khó khăn gì không ạ? Em cảm ơn. Em là người lấn sân sang lĩnh vực MC trước nên em trả lời trước Ngân. Thiệt ra thì nó không có phải nằm trong ngành học của em, ngành học của em hoàn toàn khác. Nhưng mà sau khi em làm người mẫu, em đóng phim và em xem những người bạn của mình, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh có một cái buổi diễn thuyết về tình yêu rất là xúc động ở trên kênh YouTube. Rồi Ái Phương. Ái Phương mặc dù làm ca sĩ nhưng mà bạn ấy vẫn dẫn cho những cái chương trình trao giải ca nhạc. Em là người ngồi ở dưới dự và em cảm thấy rất là yêu mến hai người bạn của em. Khi đã lấn sân một cách thành công sang lĩnh vực MC thì em cảm thấy là MC là một cái công việc gì đó nó rất là thú vị và thực sự là mang rất là nhiều trọng trách ở trên mình. Tại vì trên sân khấu thì chỉ có MC một hoặc là hai người dẫn cặp với nhau, điều khiển cả chương trình thành bại, hấp dẫn hay không hấp dẫn, khán giả có yêu mến hay không, có ủng hộ chương trình đó hay không, hoàn toàn là ở cái thiện cảm mà họ dành cho MC hết. Nên em cảm thấy MC là một người rất là tài năng và một công việc rất là thú vị. Mỗi ngày được làm việc với một chương trình mới, những kịch bản mới, và mỗi một ngày qua mình lại bồi đắp được cho mình rất là nhiều kiến thức. Phương châm sống của em là ngày mai phải tốt hơn ngày hôm qua, nên MC là một công việc em cực kỳ hứng thú và rất là muốn thử sức. Sau đó, Ngân cũng là một người hoạt động chung với em trong một chương trình, và tới cái cuộc thi của Ngân á, thì Ngân hỏi ý em là có nên tham dự hay không, thì em trả lời luôn là có. Cho dù qua một cuộc thi bạn dừng lại ở vị trí nào đi nữa thì em nghĩ là đó là một cách nhanh nhất và tốt nhất để cho Ngân có thể hoàn thiện kỹ năng MC của mình. Dạ, chị cũng có thể tưởng tượng được cái lúc mà Kiều Ngân đã đi làm trước và sau đó em đi thi thì Kiều Ngân sẽ trở thành một người như thế nào với em. Em ơi, em không có được như vậy, em sai rồi. Em ơi, em không thể nào mà. Rồi em mặc cái gì vậy? Hỏi chị Như nè. Em mà em mặc cái gì vậy? Em sao vậy? Em nói vậy sao được Ngân? Trời ơi, mai thi rồi đó, mai lên sân khấu rồi đó. Đúng không? Thật sự là may mắn quá, em đâu có một người làm như vậy với em đâu. Em phải tự học hỏi, em phải tự tìm tòi, em phải hỏi người này hỏi người kia. Đâu có một người chị ngồi sẵn mà nhắc nhở đâu. Không, cái riêng cái chuyện này chị rất là đồng cảm với Kiều Ngân về cái chuyện mà đối với nhiều người vai trò MC là một cái vai trò rất là bình thường trong game hay trong show, nhưng mà thật sự MC là một người phải hiểu biết rất nhiều. Giống như bây giờ chị nói về tất cả những cái show về khoa học, em phải biết về khoa học em ơi. Em không thể nào là một cái người mà không biết gì hết và em ngồi em dẫn thì làm sao em có thể truyền đạt cho người ta hiểu. Em không hiểu thì làm sao người ta hiểu. Thì rõ ràng MC là một nghề, làm nghề học mỗi ngày. Đối với em thì em thích làm MC là bởi vì đây là một cái công việc mà có thể kể chuyện. Nghĩa là em thích cái công việc là được kể chuyện cho mọi người nghe, được nói những cái gì mà từ những cái hiểu biết của mình, được lan tỏa một cái thông điệp gì đó mà mình cảm thấy là ý nghĩa. Đối với bản thân, nghĩa là em cảm thấy là mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa cho mọi người thì nó sẽ làm cho mình vui hơn, chứ không phải là một cái việc nó chỉ là mang tính là công việc thôi. Chị nghĩ là em còn hợp với một cái nghề nữa, đó là nghề truyền cảm hứng á. Có nghĩa là em sẽ hợp với những cái kiểu mà ví dụ như em làm một cái điều gì đó truyền cảm hứng cho mọi người. Chị tin điều đó. Chị nghĩ là hợp với em. Nhưng mà thích, em thích thông qua những câu chuyện của những người khác, giống như là chị Như đang khai thác tụi em vậy đó. Câu tiếp theo. Xin mời. Cho em hỏi là hai chị đã trải qua nhiều cuộc thi nhan sắc á, và đã biết con đường và showbiz là rất nhiều cạm bẫy, và hai chị đã vượt qua những giai đoạn đó như thế nào ạ?
Đúng rồi, gái đẹp hay bị không chỉ riêng về em là nghệ sĩ đâu mà cả những người mà bình thường á, khi mà đẹp quá họ cũng bị. Ừ, em nghĩ là ai chắc cũng sẽ có những cái lời mời mọc khiếm nhã, nhắn tin thẳng thừng. Em có trả lời một vài báo về chuyện này rồi nên là em cũng thẳng thắn trả lời là em sẽ không trả lời họ. Họ hỏi thì kệ họ, em không trả lời, tại vì mình trả lời cách nào cũng dở. Mình từ chối cũng dở, mà mình tỏ thái độ mình phẫn nộ với họ cũng dở, hoặc là mình cãi tay đôi với họ là càng